Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ các bạn cách chia sẻ internet từ điện thoại sang máy tính nha các bạn. Thì đôi lúc thì khi mà các bạn sử dụng máy tính á, thì nhiều khi nó gặp lỗi này lỗi kia thì nó lại rớt wifi như thế này đây. Các bạn thấy nè, rớt kết nối mạng. Cũng có thể là do đường truyền internet nhà của mình bị đứt, bị lỗi thì nó sẽ không có kết nối được ha. Thì trong quá trình mà chờ đợi thợ lại để khắc phục internet, khắc phục cái wifi cho mình đó các bạn, thì mình có thể là chia sẻ internet từ điện thoại sang máy tính để mình sử dụng ha. Thì ở đây thì các bạn có thể là chia sẻ wifi nha. Có thể là do chúng ta gặp một sự cố gì đó mà chúng ta không kết nối internet được với máy tính, thì chúng ta sẽ lấy điện thoại, chúng ta sẽ bắt cái wifi và chúng ta sẽ chia sẻ wifi này sang máy tính. Hoặc là nếu như wifi nhà chúng ta hư luôn, không có thể chia sẻ wifi được, thì chúng ta có thể là đăng ký 3G cho điện thoại, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ sang máy tính nhà của mình ha các bạn. Thì trong trường hợp này, các bạn có thể là áp dụng đối với máy tính để bàn, hoặc là kể cả laptop cũng có thể là áp dụng cái trường hợp này luôn ha các bạn. Các bạn sử dụng cái cáp sạc ấy ha, cáp sạc điện thoại đó, thì một đầu thì các bạn gắn vào điện thoại, còn một đầu thì các bạn cắm vào cổng USB ở trên thân máy, ở trên thùng máy nè, có các cái cổng USB này các bạn cắm cái đầu này vào. Hoặc là đối với laptop cũng vậy, các bạn cũng cắm một cái đầu dây vào cổng USB của laptop ha. Khi các bạn kết nối cáp từ điện thoại sang máy tính thì nó có một cái thông báo cho các bạn lựa chọn như thế này. Thứ nhất là chỉ sạc, tức là mình chỉ sạc pin cho điện thoại thôi. Thứ hai là truyền tiệp, tức là mình sẽ sao chép các cái tiệp dữ liệu từ điện thoại sang máy tính và ngược lại hết các bạn. Thứ ba là truyền ảnh, thì mình chỉ được sao chép các cái tiệp hình ảnh thôi. Còn chức năng thứ tư nè, chức năng thứ tư là chức năng chia sẻ mạng qua USB, thì các bạn chọn vào đây để mình chia sẻ mạng từ điện thoại sang máy tính ha. Nhấn vào. Thì các bạn chờ một chút xíu ha, chắc có lẽ là khoảng 10 giây xong rồi nè các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở trên máy tính của chúng ta, cái biểu tượng không còn là quả địa cầu nữa ha, mà là có cái biểu tượng kết nối mạng thành công rồi nè các bạn, internet access này nè ha. Đây, nếu như trên điện thoại của các bạn mà không có cái thông báo lúc mà khi mà các bạn cắm dây sạc á, mà không có cái thông báo là kết nối hay là chia sẻ mạng qua USB á, thì các bạn có thể là vào phần cài đặt để mình cài đặt nha, vào cài đặt nè. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấn vào cái chỗ là kết nối và chia sẻ nè. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấn vào chỗ là điểm phát sóng cá nhân. Rồi các bạn thấy không, cái mục ở dưới cùng nè, đó là chia sẻ kết nối internet qua USB. Nếu như nó đang tắt như này nè các bạn, nó bật lên như thế này ha. Rồi như vậy thì máy tính của mình sẽ kết nối mạng trở lại. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái trình duyệt lên. Rồi bây giờ tôi sẽ truy cập vào Google hết các bạn. Đây cũng khá là nhanh đúng không? Rồi ví dụ như mình xem một cái tin tức bóng đá đi. Bóng đá. Đây này các bạn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách chia sẻ internet, chia sẻ wifi 3G từ điện thoại sang máy tính để giúp các bạn trong công việc ha. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Nếu như các bạn thấy hay, nhớ subscribe kênh của mình. Nhớ cho mình xin một like nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.